Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2024, thứ hai, tuần thứ 21 thường niên. Chích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Từ bỏ lối sống giả hình. Trong bài giáo lý sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng giả hình là sợ hãi sự thật, sợ nói sự thật, sợ hành động theo sự thật, từ đó dẫn đến việc sống giả hình, nói một đằng, làm một nẻo. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu là những người am hiểu lề luật, nhưng lại có lối sống giả hình giả tạo. Họ giữ luật một cách dối trá, bề ngoài, theo ý riêng. Họ không hề tìm kiếm điều thiện hảo của lề luật. Đức Giêsu khiển trách họ bằng những lời lẽ khá nặng nề, vì sự giả hình của họ làm cho người ta lầm đường lạc lối. Lối sống giả hình luôn có trong giáo hội ở mọi thời đại. Thật vậy, không thiếu những người mang danh Kitô hữu nhưng lại có lối sống trụy lạc. Không thiếu những thầy dạy giỏi nhưng lại thiếu yêu thương. Không thiếu những người có vẻ đạo đức nhưng không biết tha thứ. Chúng ta có đang rơi vào những sự giả hình này không? Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết uốn nắn đời mình để không rơi vào những sự giả hình của thế gian. Amen.